Vô tình hình là bữa nay cũng có chuyện xuống mua spinner của anh Junior, cho nên là sẵn tiện thì giới thiệu shop của anh Junior cho mấy bạn xem. Đó thì đây là anh Junior. Đây, hello mọi người. Đây là anh Junior. Và đây là shop của ảnh. Thì ở đây thì ảnh bán thì có mod các thứ. Đó, đây là mod các thứ. Cũng như là drip. Đó thì cái này là Đúng doctor trắng anh. rồi, anh cũng thuộc hết mấy cái chỗ mà anh để luôn, giống như là doctor trắng nè, doctor clear, với lại những cái doctor màu khác nè. Cái này là Ồ. 70 ngàn một cái hả? Đúng rồi. Cái doctor màu này nó khác gì với cái doctor trong suốt? Nó khác chỉ có màu thôi đó, đơn giản là vậy luôn. Thì cái Mà màu nó khác nè. cái giá của nó thì sao? Cái giá của nó hai cái có bằng nhau không? Trong suốt thì hồi trước anh bán có 65 mà, nhưng mà tự nhiên thấy có nhiều người bán 100 ngàn, rồi có nhiều bé nói sao anh bán rẻ quá, có xịn mà anh, cái anh bực quá anh tăng giá chơi. Đó thì ở đây cũng có spinner các thứ. Đây là mấy cái mod mà kiểu như là mình gắn thêm đồ được phải không? Cái này là mình gắn thêm hay Đúng sao? rồi, Cái này mod này mod LED nè, cây V19 nè, là cây này là của một cái hãng ZG, nó tụi nó chế ra luôn, gọi là mod này giống như là mod được máy làm ra chứ phải người làm. Cây này có đèn luôn, cái thân này thân đèn để đèn chiếu vô nè. Đó, rất là chất nha các bạn. Còn mấy cái cây này là mình cùng Cũng cùng loại loại luôn, cũng cùng loại cùng hãng luôn. cùng loại Con này là khác kiểu, cùng hãng nhưng mà khác kiểu. Cây này là cây V16, cũng một trong những kiểu mới nhất của tụi nó đó. Đó, và đây là những cái nguyên liệu mod. Mod thì nằm bên này, mod thì nằm bên này là chính Đúng rồi, chủ yếu là mod làm ra sẵn. đó. Rồi có hộp đựng bút, pen scale các thứ, đồ spinner. Và hồi nãy hình như anh có cho em coi cái gì đó đây phải không? Đây đây là cái túi đựng mod. Đúng rồi, cái túi đựng mod thì cái này chủ yếu là mình đựng, mình chơi, mình để ở nhà thôi đó. Còn nếu mình đem theo thì nên dùng mấy cái mà có cái khóa zip này nè, cho nó dễ, đừng có làm rớt gai nọ nữa. Rồi đó thì ở đây thì có mấy cái đầu led đồ để làm led mod. Mình thì thực ra không có thích quay led mod cho lắm, nhưng mà Nè, cũng giới thiệu cho mấy bạn. Đó thì đây là này chưa chưa led thành mod. cái mod đâu, nhưng mà anh gắn vô một phần gì đó cho thấy là cái mod này mod test cảm ứng, cứ lắc là nó quay. Còn cái này cứ lắc là sáng chứ lộn. Còn cái này thì là đầu của LED mà công tắc. Thì hai cái LED đó thì thật ra thì LED cảm ứng thì nó lại sáng hơn. Cái gì có tùm lum màu, nhưng mà LED công tắc thì cái này cũng cái dễ này thì điều khiển mình nữa. chủ động hơn. Cái này thì Đúng mình rồi. kiểu như là mình khi nào mình quay thì mình cần nó sáng thì mình bật lên thôi, Đúng rồi. còn cái kia thì quay nó mới sáng Đây. đó. Thì ở đây cũng có sẵn unisinal. Đây là unisinal Unisono. thì một cây vậy là bao nhiêu anh? Một cây này thì anh để là 15 ngàn. Hồi trước thì có 10 thôi, nhưng mà tại vì nó tăng giá mắc quá, cái anh bán 10 anh cũng lỗ, nên giờ tăng lên 15. Đó. Đó thì cái cây này là cái loại loại 10 ngàn, loại 15 ngàn. Thì ở ngoài pha xa nó có một cái loại nữa mà nó mắc hơn, nó là viết là mực nước. Cái này mực nước hay là mực bi hay mực Mực nước? mực nước luôn. Thì Ở nó pha xa hình như cái đó nó có bôi được mực nữa, nhưng mà loại đó mắc lắm. loại loại đó thì là loại mình hay xài, tại vì mình không có gần nhà anh Junior cho nên là mình phải cắn 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 lại mình mua cái đó. Đó thì nếu mà các bạn có mua được ở shop của anh Junior thì cứ ghé shop hoặc là mua online cũng được. Đó thì cái này nó sẽ rẻ hơn ngoài pha xa. Ok. Đây là Lúc. ring hub và rip. Cái này là gì? Anibon. Anybon á. Anibon. Anybon thì đa phần của anh là màu hồng, màu xanh, màu đen, màu trắng, mấy màu mà được thích nhất á. Màu tím cũng có. Còn mấy cái màu cam này thì lâu lâu anh lấy một lần thì để coi có ai hỏi thì cũng bán luôn cho tiện. Còn đằng sau là VIP size L nè. Size lo có cả size lo mà trong suốt không? Sau trong suốt thì hiện tại cũng đang hết hàng rồi, còn có một miếng giống như cuối cùng anh để dành luôn á. Đó thì đây là size lo rất là đẹp. Đó thì đây là tip các thứ. Đây là tip Effit mà Tiếp được được mã vàng. Nó rất là dân chơi, rất là đã. cái này là cũng là cái hàng gác Effit luôn nè, là anh có rip với lại cả cây nữa. Rip Effit thì cũng ngon lành rồi, nói chung là khá là chất, chưa chưa có clip nào mà đụng hàng mà giống giống hết trơn á.
anh nhớ có một cây giống nhưng mà rip nó lại nhỏ quá, à có vẻ không ngon đâu. rồi super tip và cái này là gì anh, cái bao, cái bao gì, cái bao của cây DR đó em, cái cây doctor đó đó, đây là cây doctor. Cái này thì hình như là có người đặt rồi không anh? Đúng rồi, cây này có người đặt rồi à. Cây này cứ vui vui cái là lắc nó ra ngồi đó, lòi lòi ra kiến ngồi nhanh xíu. Đó, và super tip thì emboss đó, đây là bách emboss đó, rất là chất. Emboss thì mắc lắm à. Cái này là bao nhiêu một một cây anh? Cái này là emboss anh bán tùy giá lắm, màu trắng là anh để 150, xanh dương thì 130, mấy cái còn lại thì cũng khoảng 130 tới 140 thì là nguyên một cây luôn á. Cũng đúng giá thị trường đồ cái thứ đó thì còn cái này thì sao, những cái này, mấy cái này hả, mấy này là thân SPT màu á, nhưng mà thật sự thân SPT màu này thì giá cao quá cho nên hiện tại anh không có bán, mà này những cái mẫu cũ mà anh để dành á, mốt có gì anh làm ra mốt rồi anh bán chung luôn. Còn mấy cọng dây này thì anh để làm mấy cái chuyện của anh, nhưng mà lỡ bán vô luôn cho nó đẹp thôi. Đó đó, cái này là lắc tornado nè. Cái này là cái cây gì? Cái này là cây bút có cảm ứng. Hồi trước anh hay làm những cái dạng bút mà có cảm ứng vô điện thoại luôn á, là viết được vô điện thoại luôn. Nếu mà không lầm là anh còn một cây anh để dành trong đây nè, để xíu đó. Thì đây là những cái cây mod cũ anh, cái này là cũ đúng những rồi cái, cây... cái này là cái hàng mod mà anh cũ mà anh để dành đó nè. Giống như cây này nếu mà anh lộn là nó cảm ứng nè, đó rất là dân chơi mấy bạn đó. Đó nó bấm, nói chung là cũng hơi nhạy, tùy loại điện thoại, nhưng mà đối với điện thoại anh thì nó cũng khá nhạy á. Đó thì cái này mình nói thiệt là chưa bao giờ thấy ai bán, nên là cũng thấy rất là thú vị, rất là chất. Mà đó thì em muốn chế ra thì đặt anh đặt. Nếu mà các bạn muốn làm thì cứ liên hệ với anh Junior, thì anh Junior sẽ làm một cái loại này cho mấy bạn. Chứ thực ra thì mình thấy trên shop của ảnh thì chưa có đăng cái cây mod nào giống vậy. Đó, và ok thì đây là shop của anh Junior mình làm để mà mấy bạn có kiểu như là biết để mà ủng hộ anh. Và clip này xin được phép kết thúc tại đây. Và nếu mà thấy hay thì có thể like, share và subscribe channel của mình. Thì nếu mà không thích hoặc là có góp ý gì cứ để lại comment. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video.